Việt Linh xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là ngày thứ hai, năm tây tháng 8 năm 2019. Sau đây là phần tin nhanh. Kính thưa quý vị, một thói quen của người cộng sản là bưng bít và đánh lạc hướng sự thật. Họ không bao giờ biết nói sự thật. Ngược lại, hàng ngày những cái loa tuyên truyền của tuyên giáo hãy thấy tin tức quan trọng nào có hại đến đảng của họ thì họ ra lệnh không được đăng những tin tức đó trên truyền thống báo đại. Họ tìm đủ mọi tin tức ba láp ba sạm đưa lên thay thế để cho mọi người dân khỏi chú ý những tin tức bất lợi của họ. Những tin mà hàng ngày xảy ra thường xuyên như hiếp dâm, giết người cướp của, đánh ghen. Họ thường hay dùng để làm loãng sự chú ý của người dân. Khi có những tin tức quan trọng về tình hình xáo trộn trong nội bộ hoặc tin tức về biển đông đang bị tàu cộng lấn chiếm khi các tin tức như các cuộc biểu tình của người dân hồng kông khắp thế giới đang theo dõi và quan tâm thì họ lo sợ ảnh hưởng đến cái đảng cộng sản của họ vì thế họ không cho đăng những tin nhạy cảm như thế vì sợ dân chúng học theo người dân hồng kông nổi loạn họ cũng không muốn cho ai biết về tình hình biển đông mỗi ngày một căng thẳng vì họ sợ lòi ra cái đảng hèn hạ mang biển đảo đất liền cầm nợ cho tàu cộng kính thưa quý vị chừng nào họ bưng bích biệt bòm không xuể nữa thì chừng đó họ mới cho người lên rên rỉ vài câu trên truyền hình cho có lệ rồi im lặng vẫn là kế sách hay nhất của họ những cái câu quan ngại được lặp đi lặp lại mỗi khi tàu cộng lại dở quẻ trên biển đảo việt nam họ thừa sức biết rằng đi theo tàu cộng là mất nước như lời cựu tổng bí thư nguyễn văn linh đã tuyên bố nhưng chẳng thà mất nước chứ họ không để mất cái đảng và cúi đầu trước giặc nhận giặc làm cha như đảng cộng sản việt nam một điều cố hữu của họ là họ cứ ngậm miệng ăn tiền dù da mặt có dày như da vôi cũng kệ miễn sao họ vẫn ngồi được trên chiếc ghế quyền lực, vẫn vơ vét sức lao động mồ hôi của dân bằng những khoản tiền thuế là ổn. Ngoài ra, đất nước có lâm nguy, biển đảo và đất liền có co cụm lại cũng chẳng mãi may ảnh hưởng gì đến họ. Khi nào hết ngồi trên ghế quyền lực, thì đưa gia đình bay qua một nước khác là an toàn. Vì tất cả, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra như đã có trường hợp một cán bộ có tới hai thẻ xanh của các nước tư bản cộng sản việt nam rất sợ bị lật tẩy cái lừa bịp họ sợ bị phanh phui sự thật vì họ biết được khi sự thật được phơi bày thì đồng nghĩa với cộng sản việt nam rất chiếc mặt nạ rớt cái vỏ bọc đảng quang vinh rớt cái vỏ bọc vì dân vì nước rớt cái vỏ bọc đỉnh cao trí tuệ đúng thế kính thưa quý vị bản chất của Cộng sản Việt Nam là luôn che giấu thông tin, che giấu những sự thật, những thâm cung bí sử trong cái đảng Cộng sản Việt Nam tồi tệ của họ, thì lại càng phải giấu giếm chặt chẽ không để lọt ra ngoài. Như thông tin về các chớp bu của họ từ Hồ Chí Minh trở xuống, đều là bí mật quốc gia. Cả đến tình hình sức khỏe của các chớp bu, khi lâm bệnh nặng cũng không được tiết lộ, trừ khi có những cán bộ cấp cao bất mãn trong nội bộ đảng của họ phun ra thì người dân mới có thể biết được một chút còn không thì kính như bưng các chức bu đảng của họ dù có chết người dân cũng không được biết bao giờ đảng họ tuyên bố là đã chết và tuyên bố để quốc tang thì lúc đó người dân mới biết hiện nay tình hình đất nước đang lâm nguy tại biển đông trung quốc và cộng sản việt nam đang rất gây cấn vì tàu chiến hai bên đang cố tranh giành bãi tư chính, nhưng chẳng bao giờ báo đài của họ thông tin cho người dân biết, mà toàn đem những tin tức lá cải để làm loãng đi những tin tức quan trọng cho người dân khỏi chú ý đến. Đúng thế, đảng Cộng sản Việt Nam rất sợ sự thật. Họ tìm cách bịt miệng những ai dám nói lên sự thật của họ. Vì thế, ngoài việc thuê cả đám dư luận viên trên mạng thì quân đội còn thành lập ra đám AK-47 để bưng bích, chửi rủa và tìm cách đánh phá các trang mạng và các cá nhân dám mở miệng vạch trần tội ác của họ. Các kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra. Dần dần rồi mọi thâm cung bí sử trong đảng của họ cũng hé lộ ra ngoài. Kính thưa quý vị, biết được yếu điểm của Cộng sản Việt Nam là luôn run sợ trước sự thật. Chúng ta hãy vạch trần mọi âm mưu thâm độc những gì đảng của họ muốn ém nhẹm chúng ta càng phải lên tiếng để mọi sự thật được ló dạng ra ánh sáng hầu hết người dân có thể nhìn thấy bộ mặt thật của đảng cộng sản việt nam và không để bị họ tuyên truyền dối trá chúng ta hay làm những gì mà cộng sản việt nam sợ tức là chúng ta đã điểm trúng huyệt độc của cái đảng cộng sản việt nam chỉ biết tham nhũng và bán nước chỉ biết che giấu sự thật và ém nhẹm mọi thông tin. Kính thưa quý vị thính giả, nói đến câu chuyện của Trường Sa. Khi cuộc đấu tranh giành quyền con người đang xảy ra tại Hồng Kông hàng ngày, khi những tinh hoa của phong trào dân chủ ở xứ sở này đang làm cả thế giới ngưỡng phục, thì hầu hết người dân Việt Nam cũng đang hướng về cuộc đấu trí ngoạn mục của người dân Hồng Kông với tất cả lòng ngưỡng mộ. Tôi muốn nhắc với chúng ta về một người con gái của đất nước mình. Ngày hôm nay ở trà Vinh có một mái nhà nho nhỏ đang ấm lên vì được đón cô trở về. Không có con đường nào dẫn tới dân chủ mà không có những hy sinh. Tôi cũng muốn được sự ấm trái tim của chúng ta bằng câu chuyện đó. Và tôi tin rằng để nói một lời cảm ơn đến chị. Không gì hơn là chia sẻ lòng biết ơn đó đến với mọi người. Trong một dịp rất tình cờ, các bạn tù đã gọi tên cô là Trường Sa. Trường Sa, tên một hòn đảo đã mất. Đối với nhiều người Việt Nam, Trường Sa được đánh dấu bằng nỗi đau, bằng ký ức của một cuộc hải chiến đầy máu lệ. Nhưng cái tên Trường Sa, khi đặt tên cho người thiếu nữ này, nó đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng, nỗi ấm áp và đầy ấp yêu thương. Tên thật của cô là Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Cô nhỏ người, xinh xắn, nhưng khuất phục được cô là một điều không tưởng. Năm 2013, Minh Mẫn bị bắt cùng với 13 thanh niên khác. Đây là vụ án lớn nhất vào thời điểm bấy giờ. Tất cả đã bị khép với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền minh mẫn là một trong ba người lãnh án nặng nhất trước tòa cô cương quyết không nhận tội chỉ xin giảm án nhẹ cho mẹ và anh trai về phần minh minh mẫn nói với tôi thì không cần thiết vì những gì tôi làm thì tôi chịu và tôi không cần sự khoan hồng kết quả tòa án nghệ an đã tuyên án minh mẫn lên đến 8 năm tù. Vận mệnh, tai ách của đất nước đã áp đặt lên người phụ nữ Việt Nam những điều vượt quá sức chịu đựng của họ. Tuy nhiên, 8 năm thanh xuân, cùng những gì được nghe về minh mẫn đã khiến tôi tự hào về cô, về những người phụ nữ của đất nước mình. Niềm tự hào đó có lúc đã làm tôi rơi nước mắt. Có người mẹ nào trên thế giới này phải chịu trói tay chứng kiến những oan sai của con mình như mẹ của minh mẫn đầu như mẹ của phan kim khánh của trần hoàng phúc tôi nhớ tiếng gào khóc của mẹ anh hoàng đình cương bên ngoài phiên xử của con và tôi không khỏi rưng rưng trước sự dũng cảm của chị huệ mẹ của tù nhân lương tâm quỳnh đức thanh bình trước bản án khắc nghiệt mười năm của con trai chị huệ đã nhiều đêm mất ngủ chị nhớ ánh mắt cương nghị của con nhớ bàn tay con đặt lên ngực như một lời nguyện thề dấn thân và chỉ viết cho con mẹ chỉ muốn xin lỗi con vì những giọt nước mắt yếu đuối của một người mẹ giờ mẹ sẽ đi cùng con trên chặng đường đầy cam go này yêu nước không có tội con ạ à. những người mẹ yêu thương cuộc đời con hơn cả chính bản thân mình chính các chị đã cho đất nước này những người con gái con trai như minh mẫn như anh phúc như khánh như mình chính các chị đang viết lên những giá trị mới cho một xã hội đầy khủng hoảng niềm tin này ở vào cái thời điểm của năm 2010, nếu ai nhắc đến hai chữ Hoàng Sa, Trường Sa là một điều cấm kỵ đối với lãnh đạo Cộng sản. Vậy mà một ngày kia, người ta bỗng bắt gặp ba chữ viết tắt Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam ở khắp mọi nơi ngày ấy minh mẫn là một trong những người đã đóng góp tích cực cho phong trào này cô đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm dùng sơn để xịt kẻ chữ vẽ chữ rải truyền đơn ban đầu những chữ hoàng sa trường sa việt nam chỉ xuất hiện ở những nơi hoang vắng nhưng dần dần nó lộ diện ngay cổng trường học công khai bên góc phố trên bến xe nơi tấp nập đông người qua lại thoạt đầu người ta thấy nó ở bình dương rồi lan đến củ chi hà nội hải phòng đồng hới quảng bình thanh hóa nam định phan thiết ban mê thuộc sài gòn trong đêm với những bóng người âm thầm trên khắp các nẻo đường đất nước đi viết lên thông điệp khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc có cái bóng dáng bé nhỏ của hai mẹ con chị mẫn gia đình minh mẫn có tổng cộng bốn người thì hết ba người đã bị bắt. Mẹ, anh trai và cô. Cả ba đều cùng bị kết án với điều 79 của bộ luật hình sự. Vào đến trại giam, những tháng đầu tiên, Minh Mẫn đã khiến quản giáo và bạn tù suốt nhiều dãy phòng của trại giam B34 phải nể phục. Ngay từ nhỏ, Minh Mẫn đã rất bám theo mẹ. Khi biết mẹ cũng bị giam trên lầu, một lần quá nhớ Minh Mẫn đã viết cho mẹ trên cái bo cơm bằng nhựa hàng chữ Bé Ti nhớ má quá Chẳng biết cái bo cơm có luân phiên đến được tay người mẹ hay không Nhưng hàng chữ đã khiến Minh Mẫn bị biệt giam đến 15 ngày Hết hạn Quản giáo buộc cô phải viết đơn xin tha Nhưng Mẫn không đồng ý Cô cho rằng họ tùy tiện bắt giam thì phải tự ý thả Cô nhất quyết không làm đơn lần lửa hết một tháng, rồi một tháng mười ngày. Cuối cùng, quản giáo đành phải thả cô ra. Kính thưa quý vị, tám năm trong tù của Minh Mẫn là tám năm mà chúng ta nghe về những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của cô. Năm 2014, khi nghe tin Trung Cộng đem giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa nước ta. Khi đi lao động, một lần nữa, minh mẫn và mẹ đã viết lên nón lá những chữ viết tắt khẳng định chủ quyền của biển đảo cả hai đã bị quản giáo tịch thu mất nón lá tuy nhiên điều xúc động bất ngờ là những ngày sau đó họ lại nhìn thấy ba chữ hstsvn được viết trên nón lá của những người bạn tù khác rồi có lẽ để nói lên một lời tri ơn sâu xa nhất đến hai mẹ con những người bạn tù đã gọi họ bằng cái tên Hoàng Sa và Trường Sa. Minh Mẫn mang tên Trường Sa là từ đó. Khi bị chuyển ra trại giam ở Thanh Hóa, Minh Mẫn liên tiếp bị kỷ luật. Cứ vài tháng chúng ta lại nghe tin cô tuyệt thực. Năm 2014, cô tuyệt thực hai lần, cùng tù nhân lương tâm Cấn Thị Thiêu và Hồ Thị Bích Khương để phản đối trại giam cho xây bốn lớp cửa cách ly tù nhân chính trị. Năm 2015, cô tuyệt thực cùng tù nhân lương tâm tạ phong tần để phản đối hành vi tàn bạo khắc nghiệt của trại giam. Minh Mẫn đã cho chúng ta thấy rõ một điều sợ hãi là thứ vũ khí điều khiển xã hội hiệu quả nhất mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mong muốn. Vì thế dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chưa bao giờ minh mẫn trao cho họ thứ vũ khí đó. Nếu ngày hôm nay bạn chưa dám lên tiếng vì những bất công đang diễn ra chung quanh mình, nếu bạn còn im lặng trước những án oan sai của những người yêu nước, nếu bạn tiếp tục chấp nhận sống với những bốt bẩn, xin được tặng bạn những con búp bê của minh mẫn. Những con búp bê do Mẫn tự tay làm và gửi ra cho mẹ những lần cô được thăm nuôi phải nói là chưa có một thông điệp nào từ nhà tù lại mạnh mẽ tươi thắm và đáng yêu đến như thế đó là những con lật đật mặc áo đổi mũ mang màu cờ vàng của miền nam việt nam những con lật đật mang hình quốc hoa của tổ chức việt tân một tổ chức mà minh mẫn tham gia giờ này đây có lẽ cô minh mẫn đang ngồi trên một chiếc xe đò nào đó đang trở về trà vinh xin được chào đón minh mẫn bằng những bông hoa tư thắm và xin được khép lại câu chuyện ở đây câu chuyện của trường sa một trong những câu chuyện đã làm nên việt nam nói đến chữ hèn thì phải nói đến đảng cộng sản việt nam kính thưa quý vị hiến pháp của việt nam còn ghi rõ ràng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gọi tắt là Chủ tịch nước, là người đứng đầu nhà nước Việt Nam, là nguyên thủ quốc gia của một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam. Chủ tịch nước là một trong số các đại biểu quốc hội và do toàn thể quốc hội bầu ra vân vân vậy thì lúc đất nước đang bị giặc phương bắc xâm lấn thì chủ tịch nước đang ở đâu và đang làm gì xin điểm lại trung cộng ngang nhiên vào lãnh hải của việt nam đến hôm nay là đúng một tháng tròn thế mà chỉ thấy người phát ngôn của bộ ngoại giao lên tiếng chứ chưa thấy lãnh đạo cao nhất của việt nam là chủ tịch nguyễn phú trọng có một hành động nào phản đối cụ thể. Xin đừng viện dẫn lý do sức khỏe. Nếu bệnh, thế thì tại sao hôm 20 tây tháng 7 ông Nguyễn Phú trọng lại tuyên bố: Người dân đừng để bị kích động, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động để lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Kính thưa quý vị, cái khối đại đoàn kết dân tộc mà ông Trọng nói đến đây chỉ có thể là đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không có người dân nào muốn đoàn kết với kẻ thù xâm lược cả. Ông Trọng thừa hiểu điều đó. Chưa kể các hành động vô cùng bỉ ổi và hèn thủng đáy của các quan chức cấp cao khi Sơn Hà đang nguy biến vì chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi cầu phòng. Trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng sang nhận chỉ thị. Phó tổng tham mưu trưởng Ngô Minh Tiến kêu gọi hợp tác chặt chẽ, vun đắp tình hữu nghị bền lâu, vốn là tâm nguyện của nhân dân và quân đội Việt Trung. Nhưng mà đã xong đầu kính thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại lên tiếng, kêu gọi đồng bào bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bảo vệ bằng cách gì? Kính thưa quý vị, ông Phúc muốn nhân dân bảo vệ bằng cách kêu gọi ngư dân bám biển với lá cờ Phúc Kiến và một ít bông băng trong túi cũ thường khi bị tàu Trung Cộng đâm chìm ư. Sao không điều động đám cảnh sát biển, hải quân ra ứng chiến mà lại đem dân ra làm bia cho Trung Cộng tập bắn? Vài ngày trước đó, ban tuyên giáo của đảng lại cho phổ biến lời hiệu triệu ảo huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc. Kính thưa quý vị, dân đen bây giờ tỉnh táo lắm. Dân sẽ làm, nhưng nhất định không làm theo đơn đặt hàng của đảng. Theo những màn kịch rẻ tiền là đóng cửa biểu tình như bọn đoàn viên, dư luận viên cực kỳ thiểu năng đã làm. Chưa kể, từ 2007 đến nay, cứ hễ dân xuống đường biểu tình chống Trung Cộng, thì đảng và nhà nước lại sai côn an, côn đồ ra tay đánh dân bầm dập. Vu khống là dân bị thế lực phản động, thuê mỗi người 300.000 đồng Việt Nam để phá rối trật tự, rồi kết án nặng nề 10, 15, 20 năm tù giam. Đối với người biểu tình, hồng bóp chết ý chí chống trung cộng của dân, thì ngày nay chỉ vì muốn che đậy bản chất hèn hạ của đảng, quay lại lợi dụng dân đi biểu tình. Dân ngày nay rất tỉnh táo dân chưa làm không có nghĩa là không làm trước một cơn bão thì mặt biển trông rất phẳng lặng đảng cộng sản việt nam hãy cứ chờ đi kính thưa quý vị đảng cộng sản việt nam với gương mặt đại diện là ông chủ tịch nước nguyễn phú trọng thì luôn khúm núm quân đội với bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch thì hèn hạ quốc hội với kim ngân bu nhìn, chỉ biết cung cúc làm theo chỉ thị của đảng. Đám tướng tá thì núp lùm, lò ban đất buôn lậu, mà mở mồm ra thì ngụy biện. Nước ta nhỏ làm sao chống được Trung Cộng? Mất có vài cái đảo, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn phát triển ổn định. Chắc chắn Trung Cộng sẽ không để yên cho cái tư tưởng ao làng bình yên, sao lũy tre xanh của đảng Cộng sản Việt Nam lâu nữa vì nuốt sạch biển đảo rồi chúng sẽ nuốt luôn tới đất liền tại sao không nhân tiện có nhiều cường quốc trên thế giới cũng có mong muốn bẻ gãy cái đường lưỡi bò phi lý của trung cộng như hoa kỳ nhật bản ấn độ úc để cùng nhau hành động ngày nào mà cộng sản việt nam đứng đầu là chủ tịch nguyễn phú trọng cùng đoàn âm binh của hắn như nguyễn xuân phúc nguyễn thị kim ngân nguyễn thiện nhân Cùng 17 tên chấp bưu tại Trung ương còn chưa mang băng rôn xuống đường đã đảo Trung Cộng xâm lược, thì đừng hồng kêu gọi dân đồng lòng với đảng chống Trung Cộng bành trướng xâm lăng. Kính thưa quý vị thính giả, việc Tổng thống Donald Trump đánh thuế lên số 300 Mỹ Kim hàng hóa của Trung Quốc còn lại đã là một câu tuyên chiến với Giáng sinh. Kính thưa quý vị, hàng hóa Trung Quốc bị nhắm mục tiêu tăng thuế vào ngày 1 tây tháng 9 sắp tới, thường được tặng làm quà Giáng sinh, khiến các nhà xuất khẩu có rất ít thời gian để xoay sở, tránh mức thuế mới. Thức dậy vào sáng 2 tây tháng 8, các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc nhận ra giờ đây họ còn rất ít thời gian và rất ít phương cách để tránh kế hoạch áp thuế 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên 300 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Trung Quốc với dự đoán rằng ông sẽ tuyên chiến vào Giáng sinh. Ông Trump đã lên Twitter thông báo rằng hầu hết hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại vào Mỹ sẽ phải chịu thuế từ ngày 1 tây tháng 9, phá vỡ thỏa thuận đình chiến ngắn ngủi được thiết lập sau cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản cuối tháng 6. Kính thưa quý vị, theo South China Morning Post, nhiều hàng hóa trong danh sách thứ tư của cuộc chiến thuế hoàng là sản phẩm tiêu dùng thường được tặng làm quà Giáng sinh. Trong số 300 tỷ Mỹ Kim, điện thoại di động chiếm phần lớn nhất với 44,8 tỷ Mỹ Kim. Tiếp theo là máy tính sách tay với 38,7 tỷ Mỹ Kim. Đồ chơi ở mức 11,9 tỷ Mỹ Kim và máy chơi video game ở mức 5,4 tỷ Mỹ Kim theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ. Lần này danh sách bao gồm đồ chơi. Vì vậy, có thể nói rằng chính quyền Trump đã chính thức tuyên chiến vào Giáng sinh. Jock Conan, cố vấn thương mại quốc tế cho công ty nghiên cứu Pecan Economics nhận định. Một nhà quản lý tại hãng sản xuất thiết bị điện tử Tonjo ở Thâm Quyến cho biết mức thuế mới sẽ tác động đến tất cả nhà sản xuất. Chúng tôi chỉ xuất khẩu vài sản phẩm sang Mỹ. Thị trường lớn nhất của chúng tôi là trong nước và Đông Nam Á. Nhưng thuế quan mới sẽ làm tăng giá nguyên liệu thô. Điều này sẽ buộc chúng tôi phải tăng giá sản phẩm của mình. Và chưa đầy một tháng trước thời hạn đề xuất. Cánh cửa để tải trước có nghĩa là gửi hàng sớm để tránh thuế mới bị thu hẹp lại. Thông thường phải mất 17 ngày để các chuyến hàng biển từ Trung Quốc đến bờ tây nước Mỹ và 27 ngày đến New York ở bờ đông. Khi văn phòng đại diện thương mại Mỹ gửi thông báo về việc tăng thuế trước đó với 200 tỷ mỹ kim hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% vào tháng 5. Đã có một số hoạt động trợ giúp cho các công ty có thể chứng minh được rằng họ có thực hiện mua hàng trước khi thuế quan được công bố. Một số người hy vọng hàng hóa trên biển được chuyển đi sớm, có khả năng được miễn thuế quan mới, nếu cách thức tương tự được áp dụng, nhưng điều này chưa được xác nhận. Đây chắc chắn là một khoảng thời gian chỉ dẫn ngắn. Chúng tôi sẽ xem hải quan có sử dụng ngày 1 tháng 9 như thời hạn xuất khẩu trước đây hay không. Vấn đề phức tạp hơn nữa là thực tế hàng tồn kho và kho của Mỹ đang gần hết công suất do các đợt tải trước tránh được thiết kế để tránh các đợt thuế quan trước đó, đặc biệt là vào năm ngoái. Các cảng biển của Mỹ cũng đang trong mùa nhập khẩu cao điểm với không gian chật hẹp tại nhiều trung tâm quan trọng. Isaac Larian, giám đốc điều hành của MGA Entertainment, công ty đồ chơi tư nhân lớn nhất thế giới, nói rằng mức thuế mới này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và dẫn đến doanh số thấp hơn. Ông đang tìm kiếm các lựa chọn để chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm tránh thuế quan, nhưng đã quá muộn để tránh mức thuế 10% do ông Trump đề xuất. Vào tháng 5, hàng tồn kho của Mỹ đã tăng 5,3% so với năm trước, cho thấy rằng ngay cả khi các công ty muốn tải trước, khả năng lưu trữ hàng dư thừa ở Mỹ sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, những công ty có khả năng vận chuyển bằng đường hàng không sẽ làm như vậy, đẩy mức giá tăng vọt và có khả năng triệt tiêu lợi ích của việc vận chuyển hàng hóa trước khi áp dụng mức thuế 10%. Vẫn còn thời gian để vận chuyển bằng đường hàng không trước ngày 1 tháng 9. Chúng tôi hy vọng rằng các công ty sẽ gấp gáp chuyển hàng và điều quan trọng là họ bắt đầu lên kế hoạch ngay lập tức. Hiện vẫn có kho chứa hàng, nhưng mọi người có thể có cùng ý tưởng vào cùng thời điểm nói chung phải mất khoảng 5 đến 7 ngày kể từ khi một lô hàng sẵn sàng vận chuyển ở châu Á cho đến khi nó được đưa vào Mỹ. Theo quy định chung, lô hàng càng có giá trị cao thì càng có nhiều ứng viên cho vận tải hàng không, nhưng ngay cả các nhà xuất khẩu hiệu quả cũng có xu hướng nhạy cảm với chi phí, hoặc đặc biệt là các nhà xuất khẩu hiệu quả